Bữa nay rau đắng của mẹ nó lên sung quá chừng luôn nè, mưa nè. Này là rau dền hả mẹ? Salad à. Rồi nó đọng nước rồi, nó không rút. Mẹ ra sao hái gì vậy mẹ? Nó leo rào hả? À. Dạ. Thôi nay sung dữ vậy ta, hôm nay con không có ra hè. Quá trời luôn. Ủa cái bông nó ăn được không ta? Bông nó nhìn giống qua đậu biếc mà. Cái bông kia thì màu tím thôi, đẹp dạ. Mà đậu rồng 3 đẹp. Tháng. Đẹp cái chừng. Con này đậu rồng thì kêu rồng 3 tháng. 3 cái tháng. Ôi, bự như vậy. Nó còn non, nó bự nhưng mà nó còn non. Mấy cái nó chỉ xào ăn chứ mình ăn cái đậu rồng dạ. Cái đậu rồng nhỏ nhỏ ăn nó giòn lắm, ăn chung với mắm. Đá nhiều lắm mà anh này ăn hái trước rồi đây. Dạ. Cái này ăn có người hái rồi hả? Gì ở dưới quê trồng vậy ai muốn hái hái à cũng vui. Có chính trồng mình hái. Trái nhiều lắm. Dạ. Mưa đó cho chừng ướt đầu nghe mẹ. Mưa rỉ rả rỉ rả. Mưa thường á mình rất là lười đi chợ, ra xung quanh hàng xóm nè. Rau rất là nhiều. Cái đậu rồng cái hột đó mình rang uống nước được hả mẹ? Được không? Cũng tốt lắm á. Dạ. Nó thơm lắm rồi. Thơm lắm. Từ mình hái nó mới thấy đó. Dạch ra. Có khi nào có rắn không? Ở trong lá nè. Rắn lục. Đang hù. Suốt ngày hù chị Sơn Ca. Nghe mấy cái trái gì ăn sống ngon là nó non. Ờ, non ha. Ừ. Còn mấy cái trái bự gì mình phải xào. Dạ, nhưng mà nó mình bẻ ra mà nó kêu cái cốp là nó còn non phải không? Ừ. Còn nó chạy chỉ là già. Nó già. Nó sợi dây hay mình xào hay không? Đi. Còn cái nhỏ ăn sống ngon hơn. Đau luôn. Dạ. Trời mấy cái dây có chín nó leo lên sung thấy sợ, nhìn đẹp quá ha. Ở đây trên đường đi nên là mình hái buổi chiều là coi như là hết rồi đó. Ở trong bắt chín trồng rau ngổ hả mẹ? Rau ngổ. Quá trời luôn à. Mỗi năm mà không có hàng rau thì hả người ta ăn. Sớm người ta đi ngang hái. Dạ. Trong hàng rau bây giờ bắt chín thì cắt lộn. Giờ cơ cơ không? Hồi trước là để hàng xóm tự cắt không? Giờ không ai ăn thì cắt bỏ tại nó già cũng phải bỏ. Cái đậu rồng nó giòn á ha. Ăn mắm nghe nó rột rột ăn à, đã lắm. À, con khoái món xào á mẹ. Xào phi hành tỏi hả? Đậu rồng xào tỏi. Nhìn nó giống con rồng hả? Cái lưng đó nè. Cái vậy kêu đậu rồng. Yeah. Này thì trước ở mấy cái gò quan á, cái này nó mới nhiều lắm. Cái tới hồi mùa khô á mình ra mình lấy hột á chị. Dạ. À, cái gốc nó còn nó trời mưa xuống nó đen. Dạ. Thành ra hả nó không có mất giống. Rồi cái hột nó già nó chết xuống nó lên. Dạ. Ủa ai làm lúa đằng kia ta? Dạ. Ủa ba Út nay về đó hả? Phải chủ nhật có về. Dạ. Phải chủ nhật có về. Mưa từ sáng giờ luôn hả chị Sơn Ca? Ừ, mưa sáng giờ 500 giờ nữa thôi. Trời ơi, hồi sáng em đi làm là mắc mưa lên trảnh ướt mình hết rau. Ừ, hồi sáng lúc Sơn mới vừa ra là trời tới đây. Em chở Sơn Hùng đi là khúc cái mắc mưa, cái phải thay áo mưa. Dạ có mẹ. Sáng Sơn ra có khúc rồi. Rồi ở công ty về cái bắt đầu mắc mưa từ trên đó về đây ướt thêm lần nữa. Cũng được rổ rồi ha, cũng hay ha. Dạ. Đây chọc bác Út nè. Bác Út, về nào bác Út. Bác Út về nào á. Hôm nay bỏ ổng ở nhà buồn ha.
Rồi cuối tuần là được về hả Út? Lên phụ nuôi cháu hả? Dạ. Dạ, con ngày nào cũng về, sáng đi chiều về. Trời ơi, về mà không chịu nghỉ ngơi còn làm ruộng nữa. Rồi là tiện quá ha. Hồi trước là mình leo xuống mình cấy hả? Bây giờ lấy cái cây cái móc bỏ hả? Dạ. Mà sao hay quá ta? Ai nghĩ ra cái cây này hay lắm nè. Móc nguyên chùm rễ luôn ha. Cũng hay ha. Dạ. Chứ đó cấy là cũng mỗi lần á. Hay quá chị. Con nhớ hồi đó người ta phải. Ừ đó nhổ. Còn giờ lấy cái móc kìa nè, móc nguyên chùm lên bỏ. Được không đó. Ví dụ như cái này nó đặt không? À. Ờ, nó chỗ đặt cái nào mình móc gì phải không? Con gan nhẹ tay. Rồi rồi, hư của người ta đây. Rồi hư hết mấy cây của người ta rồi đó. Con mình làm thì chị Sơn Ca không biết. À, bá Út đó là làm những nhuyễn. Còn chị Sơn Ca nãy quất nguyên cục luôn. À. Mẹ làm hay quá ha. Tại chỗ này, tại cái chỗ này đó, cho mấy chỗ đậm. Lấy hai ba cây thôi, nhỏ xíu thôi. Đó hơi sâu. À, đừng có làm sâu quá, đừng có lấy cục đất to quá. Nói thì được chứ em cũng làm không được. Rồi, ngày mai đổi nghề được rồi đó. Nhưng mà làm kiểu này nó sẽ nhanh hơn là cấy rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà nước phải ít nữa không ha? Đúng rồi, chứ nước nhiều nổi. Dạ. Ủa, bác Út trai đâu rồi? Út trai đi dễ cho con nhỏ không? Dạ. Nó đứng sững lên. Dạ, có từng về không ở nhà nói chuyện ổng cho vui. Bỏ ổng nữa. Trời ơi, hôm nay lên chăm cháu rồi, ổng ở nhà mình buồn, thấy suốt ngày đi uống cà phê vòng 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 nên là uống nước trà. Dạ. Ở nhà buồn, Út sáng thứ hai, kia Út đi xe xuống công ty. Dạ. Mưa đó, ướt vậy. Ở đâu ngoài đó bỏ phải đội xuống hả? Kêu giờ không ai làm nữa thôi. Không ai làm hết nè. Mẹ có chừng á trơn mẹ. Đủ chưa chị Sơn Ca? Đủ rồi, chơi nhiều rồi. Dạ. Dạ được rồi mẹ, về thôi. Rồi nhiều quá ha mẹ. Mẹ thấy nhiều quá bỏ sợ nó già. Ủa? Dạ. Trơn mẹ ơi. Cẩn thận. Mưa mấy con này nó kêu buồn quá ta. Dạ, con sáng đi chiều về. Ôi, chim én bay quá trời luôn. Cái chỗ đó sâu quá, nó không có lên đâu. Không. Dạ. Chim én giờ này bay quá trời luôn. Hồi xưa mình phải nhổ từ cây mình làm cực sao bác Út, hôm nay mình làm gì nó lẻ lái nhớ đó mình làm rồi mình cao. Dạ. Mình quên sao biết phải đọc kinh. Mẹ làm mẹ giờ đọc kinh hả? Mẹ đọc kinh cho vui hả? Sao? Tại lúc đóng Phật à. Rồi cái buồn quá đó. Buồn quá tụng kinh luôn hả? Dạ mà đóng lỏng rồi. Dạ. Cười quá. Đóng lỏng vậy nè là cái đọc kinh luôn à. Cái này mà à, đúng rồi làm mực chơi. Cái này mà làm dâu ha à, dâu mới về mà nghe mấy tiếng con vừa tọt này kêu chắc khóc sướt mướt luôn. Ở cái xóm mà xã Long Hồ Tây đó. Dạ. Là hồi đó mà có chồng về xóm đó là khóc chết luôn. Nơi mình đã vắng hả mẹ? Nơi một cái gò nhà một riêng người gò gò vậy đó. Mà kêu ẹt. Hồi đó đúng là dâu á mẹ. Dâu. Nàng dâu. À. Ừ.
mình ở gần lộ mình còn thấy buồn á. Dạ, dạ ăn xanh rồi. Có mấy bữa rồi, mấy năm bữa. Ba ký mốt 50. Dạ không, xanh cũng tới ngày giờ rồi. Con bảo được 1 tháng 18 ngày là con sơn ra đời. Anh em đó cách nhau không mấy á. Bữa rồi chứ mấy tắm thêm đi á. Dạ. Ba Cúc, ba Út làm giỏi quá trời luôn mẹ, làm suốt ngày luôn mẹ. Dạ. 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 Cái hàng rào ở cái vườn của bác Chính trong đó là trồng gì được như ta? Mướp hả? Nó héo ráo rồi. Cái đó là cây đậu biếc, bác Chính cắt nè. Dạ. Cái cây đậu đó nhìn như nó cũng ra màu, cũng màu xanh vậy bông á. Thôi mình về ha. Về ăn cơm đi, cũng tối rồi. Lấy nước làm bánh ra màu. Dạ. Từ ngày mai chị Mận về mới nghỉ hả? Ăn cơm nước bên tháng, nước cạn gãy chi mà không hết. Tuần sau về làm nữa hả? Nhưng mà tuần sau chắc về sớm á. Tuần nãy làm tới thứ năm thì làm cái rồi. Bữa nay ăn cơm gì bác? Ăn cơm với gì vậy? Cá, canh chua hả? Hả? Ốc hả? Ốc lát hả? Thôi. Mình móc quá nhanh nhưng mà nó đứng rồi nó thưa. Dạ hả chị? Nó thưa hơn mình cấy. Dạ. Với thêm bỏ đặc đặc đó chị. Hồi trước mình bắt ốc ở đây nhiều lắm nè. Ừ. Ốc với cua đồng á chị. Quá trời luôn. Ở nhà là tỉ mỉ. Mà sau nay không thấy cá nữa hả mẹ? Chắc hồi xưa có cái ao á nó lên. Giờ cái người ta cất nhà cái làm mấy cái xi măng hàng rào như vậy nè. Cá nó không có bò ra được. Không bò qua lại được. Em bé được mấy tiếng nha tính lại. 31 50 chứ. Cháu đó được rồi. Dạ. Biết đi nói chưa cháu chị á? Biết nói tiếng 1 tiếng 2 đi chưa? Đi chưa? Đi cùng rồi, giỏi nha. Như giờ như cái miệng nó nói tiếng 1 tiếng 2 tiếng không nói nhiều tiếng sao lâu rồi ta. Con trai hả bố? Đã ta. Con được hai trai cũng đã. Rồi sinh ca này ngon nè. Rồi con bố có về không cuối tuần? Đang hả? Dạ. Không á. Xa quá cuối tuần về cái con nó ở đâu quận mấy? Dạ, quận 12 hay xa? Cuối tuần về rồi lên xuống rồi thấy. Dạ. Hàng rào này sung quá mà sao không tỉa ta ha. Bà hai không tỉa nó lên tùm. Hồi trước nhà mình có cái hàng rào vậy nè, mẹ tỉa suốt hả, giống như hớt tóc nè. Mình để nó tầm lưng lửng cỡ tới ngực. Còn này bà hai không tỉa nó cao cỡ hai thước mấy luôn á. Là quá trời luôn. Ấm nha. Cái này là nước mắm mè hả? Cái hàng rào này nhìn dày đặc vậy chứ dí gà không được. Nó trống với chừng. Dạ. Những gì vườn rộng rào thưa có đuổi gà đó hả? Dạ. Thấy thấy mè hả mẹ? Ừ. Thấy có hái chưa? Có mè xanh. Thấy mè xanh hả? Sao chừng nước nó rớt xuống ướt mình hết. Tới không? Cầm đi. Con lại mắc cầm cái máy rồi không có đu cái nhánh tre nhánh me được. Cái xóm như đó vui bác Út ha, mấy nhà san sát à. Đánh. Dạ. Cả chừng nước nó rớt xuống nữa. Dạ. Chị xin ca nhảy coi coi chuyện ca nhảy nè. Rồi. Kéo xuống cái ướt anh. Ôi, được rồi, đủ rồi. Nè, đây nè. Nhà Sơn ca nhắc. Ôi dạ. Ôi. Đi về. Về. Đi về. Dạ, con nghỉ mai rồi bố. Dạ, ca nay cực quá bỏ nghề rồi bố. Con cũng mất lưu bu qua bên tiệm bên kia nữa. Bắt Út rồi đó. Nè, con mẹ té. Mẹ, cái chân tôi lọt ruộng. Lọt ruộng hả?
xuống bằng ruộng của bác Út luôn. Rồi đủ ăn rồi nè, về. Rồi, được rồi. Cái me dài quá ha. Ừ, về. Nhưng mà nó còn non, nhỏ xíu à. Về luộc đó xe, luộc chanh nước mắm. Thôi bác Út, về bác Út. Con về bác ơi. Rồi, về ăn cơm chiều thôi. À, bác Út cũng dạ 5 giờ rồi, bác Út về nấu cơm cho bác trai đi. Ổn nấu hả? Giỏi dữ ta. Dạ. Ôi bông lồng đèn. Nè đẹp quá. Hồi xưa làm đâu khen á. Chị nhớ không, cái nhị của nó mình kéo ra, ra tước ra. Đẹp quá. Mẹ còn tiếc mấy trái đậu rồng kìa. Sáng nay chỗ đẹp lắm, tên các dạ. Dạ. Nó tốt kìa. Nó mổ lắm. Cái đám rau bên hông này nó nhiều quá ha, nó sung quá ha. Dạ. Trơn lắm á chị. Nay mưa mẹ đỡ ha, mẹ khỏi phải tưới. Nước ngập kiểu này rau chết không ạ? Rau đắng này, rau đắng đất hơi biển nè. Này rau đắng này ăn cháo hả mẹ? Cháo cá. Mưa quá, ướt quá. Vườn rau của mẹ. Ơi này vườn bông. Cái này là cái lá gì quên rồi ta? Lá cẩm. Nhiều quá ha. Sung quá trời luôn. Bông của mẹ bình thường sáng 7 8 giờ nó trổ đẹp. Chiều nó tóp lại. Nhỏ xíu. Em muốn đem cái bữa xem rồi trồng cái chỗ rồi đó. Dạ. Ở trong nhà nó sung. Ơi về nhà rồi. Mấy bữa nay mất bà đẻ nên là mình không có ra chòi nấu ăn ha. Mận nè chị. Ờ. Đây nè, mận trắng nè. Lấy cây thọc được không? À, coi chuyện ca rụng như mận nè. Trơn trơn. Tới không chị? Này chắc ngọt lắm ta. Ở cái sâu không? Nó có trái mùa nó ngọt lắm. Ừ. Nhưng mận thì tương lai không còn hả? Ăn không? Thử cái gì? Dạ. Như mận á. Ngọt lắm. Dạ. Này cho mượn chị. Cho chứ không cho mượn. Ăn mận nè anh Yên ơi. Sâu không ạ? Không có thấy lỗ. Bữa nay trời mưa mà đi quần quần thấy rau với kiếm gì trái cây ăn mà không có, kiếm được mấy trái me. Hôm nay thì Hoàng Sơn cùng cả nhà mình đi dạo chiều mưa nghe, với mẹ chị Sơn Ca, kiếm ít rau ăn bữa cơm chiều. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nghe, tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Thử coi, này có sâu không, cắn dính sâu không? Không có sâu thôi. Ngọt không? Không, chát, nó chưa chín. Rồi, tạm biệt cả nhà mình nha. Vô ăn cơm.